Trong video này, kênh Kho Tư Liệu Xây Dựng xin kính giới thiệu đến quý vị một căn nhà ở góc đường được cải tạo thành một cái spa làm đẹp, có cái mặt tiền rất là nghệ thuật, rất là đẹp, sang trọng. Ở quý vị thấy là phía ngoài thì có những cái tấm sắc hình được làm rất là nghệ thuật. Đây là quang cảnh và xung quanh con đường, những con đường mặt độ lưu thông xe rất là nhiều, rất thuận tiện cho việc kinh doanh. Quay lại thì chúng ta có thể thấy là dầm cột của căn nhà cũ thì được gia cố bằng những cái cây sắt y. Như thế thấy là những chiếc lá được làm bằng sắt hình rất là tinh xảo, tinh tế. Ở phía trên như thế là những cái dầm cột thì được gia cố bằng những cây sắt y. Căn nhà này thì được cải tạo thành một cái spa làm đẹp. Ở phía trên thì quý vị đã thấy là được tăng thêm một cái sàn sử dụng, cũng được làm bằng sắt. Ở bên tay phải thì được làm thành cái thang máy, thì ốp xung quanh là bằng alu. Ở trên thì quý vị đã thấy là nó có một cái phòng kỹ thuật thang máy thì cũng được làm bằng tấm alu luôn. Ở phía trên nóc quý vị thấy là một cái phòng kỹ thuật của cái thang máy. Cái cách mà người ta ốp những cái sắt hình y vào dầm cột là để tăng cái độ cứng cáp của căn nhà, để nhằm mục đích là chúng ta tăng thêm một cái sàn phía trên nóc của tòa nhà để tăng diện tích sử dụng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của một căn nhà cải tạo thành một cái spa rất là đẹp, rất là nghệ thuật. Quý vị nhớ đăng ký kênh Kho Tư Liệu Xây Dựng để đón nhận những cái video tiếp theo của kênh đăng lên kho hàng ngày.